có điều muốn nói, cứ ngập ngừng rồi thôi. Và có lẽ anh không biết rằng em cũng đang chờ đợi. Ở cạnh bên anh bình yên lắm, anh hiền lành ấm áp. Cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra? Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh, hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì rồi nói cho em nghe. Một câu thôi, 1, 2, 3, 5 trao phải 8, 9, 10 15, 16 17, 18 19, 20 21, 22, 23, 24, 25 chín tám chín chín là sao 100 có thể nghe hết